là chuyện đạo là nó là nguyên nhân hậu thất vẫn là hàng đầu nha. Bạn quan tâm hậu thất có nghĩa là sau khi mà chúng ta nhiễm cái con vi trùng liên cầu vẫn tiêu huyết với ta nha, thì là chúng ta nghĩ cái gì cơ thể chúng ta có những cái phản ứng là miễn dịch nó tạo ra những cái kháng thể ha, những cái người cũng chuẩn bị tay của mình đó, chúng ta có những cái phản ứng kháng nguyên kháng thể do cái kháng thể nó xuất hiện ra, nhưng mà nó lại kháng nhầm hai gì nó kháng vô vi trùng thì mấy tuần lễ sau nó là kháng vào cái mô cơ thể mình ở khớp, thì nó sẽ gây những cái triệu chứng của cái thấp cấp cấp ở màng cầu thận nó sẽ gây những cái cầu cấp, và ở lớp nội mạc cơ tim nó sẽ gây viêm lớp nội mạc. Giai đoạn viêm đó có thể là ban nó chưa hẹp chưa hở, nhưng mà sau đó bắt đầu qua giai đoạn co rút kỳ dính thì nó thể lại là những triệu chứng là hẹp tim hoặc là hở van tim, thì đó là bạn van tim hậu thất ha. Đó ở mình nguyên nhân hàng đầu ở đó. Tiếp theo đó là ở người lớn tuổi nha, cái van tim nó bị thoái hóa cơ hóa gây hẹp van hở van, thì đối với những nước mà Âu Mỹ thì ngược lại với chúng ta là ta có cái hẹp van tim hở van tim mà do thoái hóa thoái hóa được thì dài nó là hiếm hàng đầu, còn hậu thất của nó hầu như là không có hiếm. Rồi những bệnh khác như bệnh tạo keo là những bệnh hệ thống như là như bút đỏ hay viêm gan cấp bệnh thấp, như là những người mà khi chúng ta uống vô đi tiêu á, người ta gọi là calcium nếu như có hình dạng đó gọi là mà phân cái bệnh thì không có gì đâu. Và những cái đó là khác do bệnh nhân uống thuốc tức là tăng máu rồi nó gọi là tăng máu thôi. Ngoài ra ta có bệnh quan tim bẩm sinh nữa nha, ví dụ như quanh đồng chỗ bình thường có ba mảnh thì chỉ có một mảnh hoặc hai mảnh không quên hoặc ba mảnh không đồng đều. Đây là cái hình cho mình thấy cái sinh lý bệnh cái thể của bệnh chỗ quanh đồng ba mảnh ha, ba cái lá này chúng ta được có tên nha, lá bên trái lá bên phải và lá bên ngoài, nhưng mà cái khoang này là mấy cái này ta gọi là ở phía trên các bạn là phân văn thân ba trái phải và phân văn. Ở đây là trường hợp là bổng sinh văn có hai mảnh là sao thế này, rồi là khi học ra ra ba hai mảnh. Ở đây là trường hợp nó giải phẫu bệnh của ban đầu chủ vừa hẹp vừa hở, sau quá trình mẫu thấp ban ba nó dính với nhau thành cái lỗ ban nó nhỏ lại cái gây hẹp, nhưng mà đồng thời nó co rút đây là cái lỗ hở nó không dính với thuốc gây hở. Ở đây là bây giờ xin các bạn chúng ta ở thời gian thì chúng ta nhìn hết ha, ta suy luận chút. Bây giờ ban đầu là chủ là nó nằm ở đâu? Ở cuộc sống hết trái. Nó về ban đầu là chủ mà nó hẹp thì nó cản trở máu đi từ đâu ra, rồi nó trái rồi mình chủ nó có thắt trái nó phải tăng con ốc lên, tăng gánh gì, tăng gánh tâm thu. Tăng gánh có hai loại, một là nó tăng sức con ốc lên thì thắng một cái lực cản rồi tăng gánh tâm thu, cái thứ hai là tăng con ốc do thể tích máu về nhiều quá là tống máu lớn nó ra ngoài nên tăng gánh tâm trương. Nếu tăng gánh tâm thu lâu ngày thì cái tắc đó nó sẽ càng ngày nó càng bị dại lên ha. Còn nếu tăng gánh tâm trương thì cái thất càng ngày sẽ càng giãn. Như vậy lâu ngày chúng ta sẽ có kỳ đại chắc chắn nha. Đó nói lúc đầu ngày mai là chủ mà nếu mà nhẹ trung bình chúng ta cưa chưa có triệu chứng gì hết nha. Còn nếu mà đến lúc mà nó kỳ đại chắc chắn rồi thì lúc đó là cơ tim nó tăng lượng oxy thì do đó khi chúng ta gắng sức chúng ta làm việc thì nặng nó sẽ bị khó thở nha. Rồi kỳ đại cơ tim như vậy, tăng lượng oxy như vậy nó sẽ làm cho mạch vành cái trái cây cung cầu là phần nó nghiêng về một bên thì nó sẽ làm cho dễ thiếu máu cơ tim, cho nó dễ bị cơn đau thắt lưng ha. Đó thì lại cái trái còn là tiền đề gây ra những cái triệu chứng của cái suy tim, đó là suy tim tâm trương, có nghĩa là tâm thất nó không giãn ra được, cho máu nó không giãn về cái trái được, nó sẽ ứ động lên trên ứ lại mỏi nó cũng gây nó hở, mặc dù cái trái máu tốt nhưng mà nó không giãn máu về, nó không làm máu ứ động lên trên ha. Thì đại nó trái còn là tiền đề của những cái đó là nó gây đột tử đó, mà cái thì đại nó trái không là nó gây bao nhiêu phức. Rồi bây giờ chúng ta sẽ
Bây giờ ngoài cái chuyện về đại tái nó gây những cái biến cố về trên mặt đó, chúng ta thấy là bản thân của cái ban đầu chủ ấy, máu ra ngoài cũng được, nó sẽ gây cái gì? Bình thường thì chúng ta ở tư thế từ nằm chuyển sang ngồi, chuyển sang đứng, cho dù là có rộng mỏng chúng ta cũng không bị choáng váng, không bị té. Bởi vì lúc đó dù cho cái lượng máu nó được não nó thấp đi chút xíu, nhưng mà do cái những cái áp cảm thụ quan ở chỗ hình tĩnh rồi là quan, nó sẽ đỡ những cái tín hiệu về não, nó làm cho tim tăng nhịp tim và tăng co bóp lên, đúng chưa, để nó giữ cái khu vực tim lên não ổn định. Thế thì ở cái người mà bị nghẹt phải là mạch chủ thì nó cũng có những phản ứng đó, nhưng mà nó không hiệu quả. Lúc đó là tim nó tăng bóp lên nhưng mà máu nó ra ngoài nhiều thêm không, không nó hẹp lại quá rồi máu nó không nhiều hơn. Do đó những người này mà thay đổi tư thế đầu bọt thì rất dễ bị mất, rất dễ bị mất cái tay lên. Thậm chí nếu mà ban tim nó quá hẹp rồi thì dù cho không thay đổi tư thế đầu bọt thì người bệnh nhân vẫn có thể cắt, ngay khi đi đến cách bình thường thì nó cũng cắt được tàn máu lên não đó nhé. Rồi từ cái ban mạch chủ nó bị hẹp, nó bị vôi hóa, nó bung cái mảng vôi ra, nó có thể lên mặt động mạch võng mạc gây mù đầu bọt, nó gây vô động mạch thận, nó gây là suy thận cấp, vân vân, thêm tắc não gây cơ phản ứng của não hoặc tai biến, vân vân ha. Đó là những cái hệ lụy nó gây về mặt bệnh mạch, cái sự kiện mà là biến cố trên mặt. Còn về lâm sàng khám đó, nếu mà chúng ta biết rằng nếu mà máu nó bơm ra không được thì chúng ta có bắt mạch rõ được không? Không, mạch sẽ nhỏ ha, huyết áp tâm thu sẽ thấp, huyết áp sẽ kẹt, mạch nhỏ đúng chưa? À, ta khám thực thể như vậy nha. Đó là những cái biến đổi về sinh lý bệnh chính mà người hạn qua đồng chủ. Chúng ta không có cần phải mà còn chúng ta xem sách hay xem bài của thầy ghi thì chúng ta vẫn có thể suy ra được ha. Nếu chúng ta lắng nghe và hiểu thì chúng ta cũng nhớ rồi đó. Những cái mà tôi nói nhưng mà bây giờ đó, đây, suy tim tâm trương rất là nhiệt nè, tiếng máu cơ tim nè nhé, rất khi gắn sức thay đổi tư thế nè, mù đầu cột nè, bán tiếng máu não luôn quên cái này mới nói xong đó nha. Rất là dễ nha, do đó chúng ta học bài chúng ta hiểu, chúng ta có cái luận chúng ta học rất là dễ. Nếu mình bỏ cái cách học những gì học cũng nít đi, hay cũng hay là 4-4-1-5 trong cái bài tập điều ấy, bỏ nó đi cái bài đó rồi. Bây giờ về mặt triệu chứng lâm sàng thì chúng ta nói lại phòng chứng bệnh đó. Nếu chúng ta hẹp qua là chủ giai đoạn đầu thì có thể không có triệu chứng gì hết, từ khi hẹp thẳng quá thì thẳng ngắt lâu ngày thì nó trái ra bị đại thì gây nên những cái út kẽ máu và tiếng máu cơ tim thì có khó thở và đau rồi. Nên mình chỉ đặt lại cái triệu chứng bệnh mới giải thích thôi. Triệu chứng khó thở lúc đầu thì xuất hiện nhanh chết, về sau nó xuất hiện nghỉ ngơi khi nằm đầu thấp, lúc này là bệnh nhân đã tiêm tim rồi đó. Lúc đầu là đau một cái nhanh chết, về sau nó xuất hiện nghỉ ngơi, cũng là tiếng máu cơ tim nặng lên rồi thì là đau các vùng không ổn định. Bệnh nhân có thể có những cơn hoáng tiếng máu não vân vân, mô động ngọt do cái tắc động mạch võng mạc mới nó xong rồi hẹp quá là có thể gây gấp rất là nhiều, rất là nhiều chuyện. Giai đoạn muộn thì tim tăng quá lâu ngày, nó chạy quá lâu ngày, nó cũng giãn và nó to yếu kém, mà lúc đó là suy tim huyết nha. Rồi về mặt thực thể nè, bây giờ nếu mà động mạch cảnh nó hẹp thì nó phải đẩy mạnh ha, do máu nó bóp từ động mạch trái động mạch chủ, cái lúc đó cái dòng máu nó hẹp lên, cái vùng đó nó mạnh, nó làm cái động mạch cảnh động mạch chủ nó bị vào động mạch đẩy mạnh lên, chúng ta sợ máu sẽ đứt cho động mạch cảnh nó quên lên cái đẩy mạnh. Rồi mỏng đứt thì còn cái mỏng tim thì như thế nào? Mỏng tim thì đối với kỳ đại cái trái về cái trái nên nó không thôi, mỏng tim thì sao? Nó lại lâu. Mỏng tim là trái khi dày nó trái thì mỏng tim là sạch bên trái, khi giãn bên trái thì mỏng tim là trái và dưới. Nhưng mà khi dày nó trái thì mỏng tim đẩy sao? Đẩy mạnh, kéo dài, đẩy mạnh kéo dài tăng cánh tâm thương mà. Còn khi mà tăng cánh tâm thương máu dày nhiều thì nó đẩy mạnh, nó bung lên và nó chìm xuống nhanh, nó đẩy mạnh thì nhanh. Còn cái này là tăng cánh tâm thương, đẩy mạnh kéo dài. À. Chúng ta
và chúng ta có thể chờ được chiếc T4 tức là mỗi khi nước mà nó nảy lên nó bắt cấp do cái hiện tượng gì nó cái nó có thể có chiếc T4 mà chúng ta có thể chờ được. Có cái hiệu ứng bên em là khi mà bật sắc tái bị đại nặng quá ép chứ nó phải là máu không về, nó phải được máu nó ứng lại mình riêng là thì chứng giống như không phải nó còn một cái mạch nó nổi. Vậy chúng ta nghe thêm hình ảnh nói rồi có thể đó là cái tim cho mình lại sắc tái ha. Bây giờ cái quan trọng là cái chứng về ông hỏi mình xem một bàn bây giờ nói lại khi chúng ta nghe thêm ta học ở hai nó dạy rồi đúng không, nghe thêm phải mô tả đầu tiên là nghĩa tiên không là tái tiến hay một tại hai không thấy cách tiến bất thường còn có cái gì thì ba thì bốn thứ khác không mới nói cho ông hỏi không một đoạn đầu tiên thì mình cũng áp dụng ở đây nó giờ đầu tiên nghe gì tiên thì có thể làm được rồi. Giờ tiếng tay một ra là tay một, tay một là bóp của cái gì, nó trái bóp nó phải nó bóp luôn qua thì đóng lại hai lá mà đóng nó lại thì tiếng tay một hai lá nó tiếng mà nó sao trong trường hợp ép nó là chủ à, nó tổng thương là mà chủ thôi nó ảnh hưởng như hai lá này ba lá không không đúng không vậy là quy tiên là thường đầu tiên cây một phụ thuộc vào sức cơ bóp của thân thất phụ thuộc vào độ dẻo ba cây lá ba lá nó phụ thuộc vào độ hoạt động hai lá ba lá đây một rồi bây giờ thứ hai. Cái hai bình thường có mấy? Mấy thành phần? Hai thành phần, ba thành phần chủ, đóng trước và thành phần phổi đóng sau. Bây giờ mọi người em trai lên, gái lên em lại. Mọi người em trai đúng không? Lên đây. Mọi người gái đúng không? Lên đây. Mọi người em trai rồi. Bây giờ bình thường á, nhớ nha, cái này là A2 là bình chủ và B2 là bình phổi. Bình thường khi mình hít vào máu và tim làm nhiều, tim phải nhiều đúng không? Áp xuống cùng được âm cho mình nè, cũng không bắn về tim phải. Máu thì tim trái không có tăng lên và nó hít đi. Thế thì khi máu và tim phải nhiều thì thời gian tắc máu và tim phải sẽ kéo dài, quanh lòng phổi sẽ đóng, đóng muộn. Nha, đúng chưa? Qua đầu phổi nó muộn, nó đi hít vào thì qua đầu phổi nó muộn. Tôi kêu hít vào, thì hãy giảm lên hít vào. Nhảy qua đây, à đó. Nó giảm ra, hít vào đó, nó nhảy nha, thở ra. Rồi hít vào, thở ra. Đó là trường hợp này là tóc tôi không bị tảo. Hít vào nó đọc ra và thở ra nó tập lại, nhớ chưa? Bây giờ nếu ban đầu mạch chủ như vậy thời gian tống máu của ban đầu mạch chủ của bên thất tái nó sẽ kéo dài, do đó ban đầu mạch chủ đóng nó muộn, như vậy phải đổi máy vị cho nhau. Thay vì em hết tống đó thì phải chạy qua sau này qua đây, bây giờ hẹn ban đầu mạch chủ rồi phải là đó, nhưng mà vai trò của em vẫn không thay đổi, tức là khi hít vào em vẫn đóng muộn. Còn em này á thì hết giờ chúng ta nó không thay đổi lắm, đối với cái tiếng A2 và tiếng B2 nó thay đổi nhiều rồi. Bây giờ nếu chúng ta hít vào à đúng là tập lại đúng là thở ra đó, thấy không, khi hít vào máu vẫn tim phải nhiều thì B2 nó vẫn muộn, mà bây giờ nó đứng trước tại vì lúc này nó là chủ nó đóng muộn, đứng sau thì ra lúc này là hít vào nó sẽ tập lại, ta gọi là B2 tấp đôi vậy. Được đạo, hít vào, nhảy, thở ra, nhảy, hít vào, thở ra. À, làm qua một chỗ lại đó ha, những chỗ mà, có gì chỗ đây còn lại. Hiểu chưa? Như vậy nếu mà chúng ta học rất là sống động, cũng phải hiểu hết. Như vậy là nhảy qua một chỗ, A2 ống 1, nhảy ra sau. B2, trước khi nó hít vào, nó sẽ đặt lại, thở ra, hít ra là tấp đôi hết. Đó, đó là tiếng từ 1 tới 2. Qua tiếng từ 3 tới 4. Tiếng từ 3 thì nó sẽ có khi nào suy tim của lúc huyết và giai đoạn 4 nó sẽ có thôi. Còn tiếng từ 4 thì người ta hay gặp tên người đại thất thái. Bây giờ tiếng bước tắm máu là cái gì? Do ban đầu mạch chủ nó hẹp thì nó tâm thu máu nó bóp. Thay vì ban đầu mạch chủ nó mở.
nhưng mà không mở được cái mình đó, mình tìm lại người ta là sinh nhiều gói hay người bật ra vậy, bật ra vậy nó bật sửng á. Mình đầu đó là dừng lại đầu ngọt cái chạy tàu mình xuyên lít. Muốn có chuyện đó thì từ đầu tiên mình phát hiện ra là mình chủ. Thứ hai là cái van nó hay còn dẻo, nó bật ra gì vậy. Cái van nó cứ đờ rồi thì nó bật ra thì nó xuyên lít. Do đó hẹn van là mình chủ, và van là mình chủ còn dẻo, nó mới có xuyên lít. Do đó nó hay là trong hẹn bẩm sinh đó. Hẹn bẩm sinh cho van hay bẩm hay có xuyên lít. Còn hẹn hỏng thấp nó rất khó. Tại vì lúc đó là van nó đó là bây giờ chúng ta nói là hỏi mấy đứa khác mà thấy được nghĩa tới nuôi nữa không thấy được hả? Nghĩa nó có hiểu hả? Không thấy được, nó camera thấy không? Thấy hả? Bây giờ chúng ta sang âm hỏi, chúng ta học âm hỏi rồi. Âm hỏi có được là do cái dòng máu nó bị thoát, bị phương lâm phương lâm. Ở đây do máu nó đi từ thấp trái ra qua tầm chủ nó hẹp, nó bị thoát, nó tạo âm hỏi. Đúng chưa? Máu bóp từ tâm thất ra là một chủ là tâm. Thôi đúng chưa? Âm thu như đó, mình phải tâm hỏi âm thu nha. Vì vậy cái thời gian mà có âm hỏi chính là thời gian máu bóp từ thấp trái ra là một chủ. Nha. Rồi. Bây giờ hỏi câu này. Bây giờ sau khi có tiếng tay bọn rồi, tay bọn đóng bộ anh hai lá rồi, anh hai lá ba lá rồi, thì nó bắt đầu thời kỳ gì? Sau tiếng tay bọn rồi bắt đầu thời kỳ gì? Ông chưa nghe tâm thu. Nhưng mà chúng ta hiện tại không nói lại một lần nữa. Ba na lá và ba lá nóng là chúng ta có tiếp tay một thì anh cái bản là F1 có tiếp được tiếng Anh nó sau đó. F1 hay là tay một cũng vậy. Sau tiếp tay một hay F1 đó là bắt đầu thời gian tâm thu, nhưng mà đầu tâm thu thất trái tiếp tục co bóp nhưng mà máu chưa tống ra ngoài, tức là co bóp còn thể tích. Rất như nào áp suất trái nữa, nó sức là được thủ máu nó tống ra ngoài, chúng ta hỏi. Như vậy trước khi có âm hỏi này là nó có một cái phản ứng. Vì vậy khi chúng ta vẽ âm hỏi này, chúng ta có việc vẽ như tay một phải cách tay một phải. Vì nó cách tay một phải, chúng ta gọi là âm hỏi giữa tâm thu, hay còn gọi là âm hỏi thương dạng phụt. Hiểu chưa? Hiểu nghĩa rồi chưa? Do đó chúng ta sẽ có âm hỏi tâm thu giữa tâm thu, âm hỏi tâm thu dạng phụt. Bắt đầu sau tay một phải và chấm dứt ngay trước đây. Như này. Rất quan trọng nha, không che lấp được ai. Về những cái cận lâm sàng khác thì nó không có gì đặc hiệu hết. Chúng ta biết rằng chúng ta đang nói về bệnh quan tim và những cái phương tiện cận lâm sàng khác như X quang, những cái chuyện xem cái hậu quả của nó thôi. Là sau khi thất trái nó bị đại lên thì mỏng tim nó sẽ là tâm trái thôi. Qua động mạch chủ là do cái hàm quan mạch chủ lên, qua động mạch chủ thì nó bung lên, bung rộng ra. Nó không có gì đặc hiệu hết, không thể nhìn cái phim X quang mà nói hàm quan mạch chủ được. Cũng như điện tâm đồ cũng là một cái phương pháp gián tiếp để mình xem phì đại
về các bộ phim ở đây chúng ta thấy là có giải cái thì chúng ta lấy hết một hai cộng giờ cũng như sáu nếu nó cần bao lâu thì hết rồi thì nó không có lót nó cũng không có gì đặc biệt quá nha chỉ có siêu quan tâm là chúng nó phát hiện được siêu tiêu người ta đánh giá được cái hình thái học quan hai mảnh hay ba mảnh hay một mảnh ta lo được cái độ trên áp bao quanh và ta xác định được cái mức độ nặng nhẹ của hạt văn và hạt chủ. Trên đây là cái bản phân độ hạt văn và hạt chủ của trường môn thi mình học Hoa Kỳ và hội của mình học Hoa Kỳ 2014. Và chúng ta có đây là nguy cơ hạt, đây là hạt nhẹ, hạt trung bình, hạt nặng, hạt rất nặng, hạt rất nặng, con số này. Đó, cái này đó. Và người ta còn đo được cái diện tích của chỗ hẹp. Ở đây người ta đưa ra một cái khái niệm rất là hay là phương trình liên tục. Ví dụ như chúng ta tưởng tượng, chúng ta đang sống trên đây. Ở dưới này là cái đường hầm chui của xe lửa đi xuyên qua ở dưới quận 1 của chúng ta. Đang thi công như vậy, tự nhiên có một cái chỗ hẹp đó, đất đá bị đổ ở chỗ này. Và bây giờ muốn đo diện tích chỗ này nha. Công nhân không thể xuống đây được, có thể sâu quá rồi về nhé. Và công nhân chỉ đo được cái diện tích ở chỗ này thôi. Chỗ này người ta xây thành cái ngõ xuống rồi nha. Đó, làm sao đo được diện tích chỗ hẹp này. Thì mình có cái nguyên tắc là lưu lượng máu thể ngang đâu cũng như nhau, mà lưu lượng thì bằng diện tích nhân cho cái vận tốc máu. Đó, mà ở chỗ A2 này mình cần đo, mình lấy diện tích mình cần đo nhân cho cái vận tốc ở chỗ đó thì nó sẽ bằng cái A1 là chỗ mình đo được nhân cho vận tốc ở đó. Ở đây mình rút được mình đo được vận tốc diện tích. Ở đây mình có thể đo được cái vận tốc của mình, có thể đưa được phụ thuốc nhưng mình không rút trực tiếp được thì mình làm cái tác tâm thuốc, mình sẽ rút ra được diện tích ở đây thì cái đó mới gọi là phương trình liên tục. Như vậy nó áp dụng ở trong hẹp bao mật chủ là trong quanh mật chủ nó không có nằm trên một mảnh ba cái quanh, nó có thể méo mó. Do đó mình không thể cắt ngang cái mặt mảnh nào mình đo diện tích được, mà mình phải dùng phương pháp tổng hợp. Mình đo diện tích ở bù tống các cái, đo tổng tốc của nó qua quanh, từ đó mình có suy ra được diện tích quanh, ta gọi là phương trình liên tục. Không có đo trực tiếp nhưng mà vẫn đo được, ta gọi là phương trình liên tục, đo cắt gián tiếp. Các hiểu được ý nghĩa hết chưa? Nghiệp pháp cánh sức thì thật ra người ta ít xài, bởi vì đối với hẹp bao là chủ người ta cũng xài cánh sức lên thì nó sẽ có những cái gì gắt, do đó người ta cũng hạn chế. Khi nào mà không có chuyển cơ năng gì hết đó, thì để khẳng định thật sự không có chuyển cơ năng thì có thể cho làm cái cánh sức để nhằm đánh giá nó, để có cái điều kiện, bởi vì có nhiều người hẹp bao là chủ mà không có chuyển cơ năng. Chúng ta có những điều kiện ngủ thôi. Chủ yếu trong đó là chúng ta sẽ có xác định về mặt điều kiện nha. Điều kiện hạt văn là mà chủ này không có điều kiện độ ba, chúng ta chỉ có mổ cây quan thôi. Xưa kia thì người ta mổ cây quan, mổ hở nha. Bây giờ thì người ta có phương pháp hai quan qua thông tin, tức là người ta đưa cái catheter qua cái nguồn bóng đánh cá, người ta dùng bong bóng người ta ép cái quan lại. Sau đó người ta đưa cái van tim nhân tạo của nó, ta gắn vô cái đường tống. Đây gọi là hai van tầm một chủ ba da, cái tắt là ta vi. Transcatheter là qua catheter, hay hoặc thiết ra là van tầm một chủ. Implantation là cắm nó vào, cái tắt là ta vi, hai van tầm một chủ ba da. Tôi sẽ cho các em coi một đoạn video về ta vi. Thank you.
Thank you.